Thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì trước mắt mình là cái mẫu mới của bên hữu tính composite nha. Mẫu này mẫu vỏ lãi thiên về tốc độ. Mẫu này vỏ lãi 49. Này rất thích hợp cho anh em mà đam mê tốc độ nha. Chạy mấy chiếc này rất là ok, rất là giọt. Chiếc này tốc độ 49. Bên hữu tính có hai loại ha. Loại ức tròn với loại ức bằng. Thì cái ức bằng thì nó sẽ thiên về tốc độ hơn nữa nha. Anh em nào thích ức bằng thì mình đốt bằng. Còn là ức tròn thì mình làm ức tròn. Mỗi cái đều có cái ưu nhược điểm khác nhau nha. Cái ức bằng thì nó thiên về tốc độ, nhưng ngược lại thì cái ức tròn thì nó tải nó nhỉnh hơn tí. Thì anh em thích loại ức tròn ức bằng đó thì bên mình sẽ đổ theo nhu cầu của anh em. Thì màu sắc thì bên mình cũng phối màu theo nhu cầu của anh em luôn nha. Như anh em thích màu xanh lá hoặc màu vàng hoặc màu xanh dương. Sau đó thì alo số điện thoại mình nha, mình sẽ làm theo nhu cầu của anh em. Chiếc này mình đang review là chiếc này mẫu 4X9 mà chiếc này ức tròn nha anh em. Mấy chiếc này mà mình đặt cái máy 11, 13B đậu full bài đều chạy được nha. Đều chạy rất là đạt tốc độ. Này mẫu 4X9 tốc độ. Đây mình đo cái chiều ngang lái cho anh em xem tham khảo nha. Đây, chiều ngang lái của nó là 78 nha anh em. Ngang lái 78. Chiều cao thì 30 nha. Chiều cao 30. Ngang lái 78, cao 30, dài thì 49. Mẫu này là thiên về tốc độ nha anh em. Anh em chạy máy quăng 6 rồi độ cũng chạy rất là giòn. 11, 13 về độ full bài thì chạy rất là ok và rất là ổn định nha. Tại vì gia công bên hữu tính làm rất là dày dặn nha. Để cho anh em chạy đạt tốc độ cao nó không có bị rung lắc nha. Nó không có bị lỉa. Trọng lượng của cái vỏ này thì có 50kg nha anh em. Trọng lượng 50kg. Giá tại xưởng là báo luôn nha. Giá tại xưởng là 4,5 triệu. Anh em có nhu cầu thì alo số điện thoại nha. Số điện thoại thì mình để trên video trên tên tiêu đề. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha.